Trước những kết luận của Bộ Giao thông Vận tải về những phản ứng của giới tài xế và người dân liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã lên tiếng cho rằng địa phương này không đề nghị làm dự án tăng cường mặt đường quốc lộ 1A. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, tỉnh mong muốn có con đường tránh để giảm tải quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy bằng tiền ngân sách, nhưng không rõ vì sao sau đó Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ tham gia giai đoạn giải tỏa mặt bằng, các khâu còn lại, từ vị trí đặt trạm thu phí, giá thu phí, chủ đầu tư là ai thì không biết. Đặc biệt, việc Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tỉnh Tiền Giang đề nghị đưa thêm hạng mục tăng cường mặt đường quốc lộ 1 vào dự án là hoàn toàn không có. Cả dự án này, Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư thực hiện chứ tỉnh không có đề nghị nào cả. Theo danh mục mà Bộ Giao thông Vận tải công bố thì chỉ có hạng mục xây dựng mới tuyến tránh dài 12 km, 2 làn xe. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký quyết định phê duyệt dự án sửa lại dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh qua quốc lộ 1 và thêm cụm từ tăng cường mặt đường đoạn km 1987+500, km 2014+000. Còn theo đại diện chủ đầu tư dự án, sự việc xảy ra ở trạm BOT Cai Lậy không ai mong muốn. Đây là sự việc ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của doanh nghiệp. Nếu Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu di rời trạm BOT vào đường tránh thì sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính của công ty. Chắc chắn, việc thu phí ở đường tránh không bù đắp được khoản chi phí chủ đầu tư đã bỏ ra để thực hiện tuyến đường này và cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 và không thỏa thuận được sẽ yêu cầu Bộ trả lại vốn đã thực hiện dự án.